Như các bạn thấy đấy, mấy cái lan này thì ở đây nhiều lắm, nó nhỏ nhỏ không à. Đây có một cây cây, cây này quá trời luôn nè, rêu rừng nè các bạn, nhìn giống chả biết giống cái gì nữa. Lá nó đây, đây là hoa của nó, mọc quá trời luôn, nhỏ 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 không à. Rêu thì ở đây mọc quá trời, đầy. Lấy cây này về. Nhìn giống rau mực thơm ha. Rễ bự vậy. Rễ cây nào chứ? Rễ cây dưới. Rễ cây dưới. Bẻ luôn nha. Đây rêu rừng nữa các bạn. Thường bản như thế này. Nhưng mà mình lười lấy về lắm. Ủa anh Cường đâu rồi? Lên trên luôn hả? À. Mấy chỗ này hay có hài. Đường này tụi nó đi nát hết rồi gì nữa. Cái công này về trồng bữa nó lấy trước trời. Mấy lấy mấy cây về trồng chết hết hả? Chết hết, không lá đỏ. Nó cái mát mát cái mát mát rừng hay là mát mát trồng đó. Rừng là trái nhỏ nhỏ. Trái nó màu xanh chi chiếu nó màu tím. Thế rêu rừng. Thôi lười lắm. Cái này có đỉnh giống như xăm. Thiệu vàng đây là nấm linh chi nhá, phải không ta? Phải một bãi linh chi, bãi luôn hả? 3-4 cây à. Đây cây nữa nè bạn, linh chi đỏ. Cây này là khá to rồi, bình thường nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi. Này về pha trà uống đi cụ nó này phải không? Ừ thử luôn. Ủa to thế, vô tình làm được biết chứ. Này biết phải không? Hình như không phải, về hỏi ông lực thôi. Thử đi đã. Ừ chi mà cái đó phải rồi đó. Nhổ gì ghê ba, rễ nó khổng lồ luôn. Đây này cây con này. Còn không? Cái bãi chỗ này là phải còn 2-3 cây. Dưới gốc này là gốc dẻ mà. Này không biết phản ra. Ủa cái này to ghê ha. Ông Lực ok, dưới gốc dẻ hay có hả? Ừ, đây nè. Nó luôn nè. Mà thúi rồi, cứ vứt đi. Hết rồi mày ơi. Đúng rồi. Nhớ cái bụi. Chuyến hành trình bằng một cơn mưa. Và kết quả là chả được cái gì cả. Được một cây nấm linh chi khá lớn. Vài cây lan gì cũng chả rõ tên nữa. Thật ra thì
Lúc nãy mình cũng không phải là xác định là đi rừng đâu, bởi vì sáng sau khi bắt cá xong rồi cũng trễ trễ rồi, định tới chiều đi nhưng mà thấy trời xấu quá sợ mưa nên anh em rủ nhau đi uống cà phê. Xong cái hứng lên, ông kêu có cái rừng gần đây đi xuống thử coi có củ hạt đỉnh không. Tại đợt này đi chủ yếu là cuối kiếm cái củ hạt đỉnh đó mà, hạt đỉnh vàng. Cuối cùng đi cũng chả được gì hết. Thằng thì mặc quần jean, thằng thì mặc quần lửng. Đi được xíu cái trời mưa về. Thôi, để dịp khác. Mình cũng hẹn các bạn trong một dịp nào đó. Tại rừng ở dưới gần nhà mình thì thực sự là cũng bị chặt gần hết rồi. Mà trong rừng đó còn rừng thì cũng chả còn cái cây lan gì. Nên đi thì phải đi xa thì phải có người dẫn đường. Không có đi thì mình chả biết đường đi, sợ lạc nữa. Kinh nghiệm thì cũng chưa nhiều. Mưa rồi giờ mình chuẩn bị đi về thôi. Ghé qua nhà ông anh xách cây năm cánh trắng Phú Thọ về. Tại đợt này lên ông hứa là ông cho cái đấy. Cũng gỡ ghẻ. Chứ không là cũng về tay không rồi. Chào các bạn nhé. Hẹn các bạn trong một dịp khác.